Hello anh em, Anywhere Man đây. Và vừa rồi thì anh em cũng đâu biết là Yamaha vừa ra mắt con Yamaha R15 V4 ở Ấn Độ ha. Và mình đã dành ra một ngày trời để mà đọc hết những cái thông tin về con xe này, để mà hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho anh em nghe về nó ha. Và có rất là nhiều thứ hay ho xung quanh con xe này. Thì mình sẽ nói tới phần thiết kế của xe ha. Khoan nói về chuyện xấu và đẹp. Thiết kế của R15 V4 á, thì đã được thừa hưởng toàn bộ thiết kế mà mình nhìn là nó y chang như con R7 luôn, không khác gì hết đúng không anh em? Nó cũng có mắt hiếp nè, rồi nó cũng có một cái đèn bi cầu ở hốc gió. Yếm hai bên xe thì mình thấy là được thiết kế chắc nịch hơn, nó ít khoảng hở hơn và làm cho xe nó đầy đặn hơn, nhìn nó đô hơn, lực hơn. Cái phần cánh gió ở phía đuôi thì mình cũng thấy nó nở hơn chút xíu so với bản cũ. Về màu sắc của xe thì sẽ có 4 màu ha. Đỏ nhám nè, đen nhám là bản thường, sau đó là tới bản màu xanh racing, và sau đó là tới cái bản mà một cái bản rất là đặc biệt là bản M. Thì bản M này nó sẽ có một cái chút thay đổi, đó là heo trước sẽ là heo bay bre màu vàng ha, trong khi ba con còn lại thì là heo bay bre nhưng mà là màu đen, và gắp sau của bản M cũng sẽ là gắp màu bạc, và màu sơn của bản M thì cũng sẽ có màu bạc đen giống như là truyền thống của những cái bản M của đàn anh đàn chị ha. Bên cạnh đó thì bản M còn được trang bị thêm là cái yên nè, yên xe thì là yên xe vân carbon ha, có theo logo R15M, rồi có logo dập nổi M nằm trên bình xăng nữa. Về cá nhân mình đánh giá thì thiết kế của R15 V4 nó mang cái hơi hướng trường đua hơn rất là nhiều, và nó thừa hưởng rất là nhiều thiết kế của đàn anh, vì vậy cho nên là R15 V4 có một cái thiết kế cực kỳ phải gọi là rất là ngầu. Ok, bây giờ tới cái phần công nghệ của xe. Thì sau khi mà đọc hết tất cả những công nghệ mà được trang bị của xe thì mình đánh giá R15 V4 phải gọi là ông nội của ông nội trên thị trường. Hiện tại thì trên thị trường chưa có một chiếc xe 150 nào được trang bị nhiều công nghệ tới như vậy, và có những cái công nghệ hiện đại trước giờ chỉ nằm ở trên những con xe BKL thôi. Đầu tiên mình sẽ nói lướt qua những công nghệ mà trước giờ đã được trang bị trên cái bản trước ha. Đó là công nghệ VVA nè, cảm biến thiên, ai cũng biết rồi. Slipper clutch nè, nó chống trượt, ai cũng biết rồi. ABS 2 kênh nè. Hy vọng là lần này là R15 V4 về Việt Nam sẽ được trang bị ABS 2 kênh này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái phần công nghệ mà không có còn một con xe 150 nào trước đây được trang bị hết. Đầu tiên, traction control. ECU đọc được là bánh sau nó bị trượt khỏi đường á, bị xoáy bánh á, thì ECU nó sẽ đưa tín hiệu xuống động cơ và làm cho động cơ ngắt một khoảng để cho bánh xe nó bắt nhịp trở lại và làm xe nó không bị trượt nữa. Đây là công nghệ mà chỉ có trên những con xe phân khối lớn thôi. Thứ hai là công nghệ Quick Shifter một chiều lên ha. Quick Shifter tức là công nghệ mà anh em sang số mà không cần phải bóp côn. Nói tới đây thì nhiều anh em có thể nói là R15 mà được trang bị Quick Shifter thì nó hơi dư thừa đúng không? Nhưng mà mình thấy là dạo gần đây thì Việt Nam mình rất là ưa chuộng cái chuyện là đem xe ra track để chạy á, thì Quick Shifter là một cái công nghệ mà nó cực kỳ quan trọng khi mà anh em chạy track ha. Ví dụ như anh em ôm cua, anh em không thể nào mà buông tay ra bóp côn được, cho nên là khi mà Quick Shifter thì cái tay của anh em vẫn có thể nắm mà không có cần phải buông hết bốn ngón tay ra để bóp côn đó. Khi mà ôm cua như thế này á thì anh em chỉ cần nhấc số thôi, nhấc cái chân lên thôi là xe nó có thể vào số ngọt ngào và nó ôm theo cái đường cua đó rất là tốt đó. Đó là cái quan trọng của Quick Shifter đó anh em. Bên cạnh đó thì Quick Shifter nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng cho cái việc mà anh em đi tour nó được an toàn hơn. Ví dụ như là đèo Omega đi, thì khi mà anh em đang ôm cua về, nó giống như track vậy anh em. Khi mà anh em đang ôm cua ở tốc độ cao đi, mà anh em phải lên số, thì anh em thao tác là thả cái tay ra để bóp côn, cái điều này nó sẽ làm nguy hiểm ha. Thay vì vậy á, có Quick Shifter thì hai tay anh em vẫn giữ chắc, tay ga thì vẫn bật ga lên bình thường, và tay côn thì anh em vẫn nắm mà không cần phải bóp côn, chỉ cần nhích nhẹ cái chân
là xe đã lên số và lên số một cách rất là mượt mà để mà xe nó đi trong cái cua đó một cách an toàn nhất có thể. Cho nên là đừng có coi thường Quick Shifter ha. Được trang bị cho một con 150cc như thế này cực kỳ tuyệt vời luôn. Một điểm nữa khá hay trên Yamaha R15 V4 là được trang bị thêm một cái gọi là Yamaha Motorcycle Connect. Đây là trang bị Bluetooth thôi, nhưng mà đó là một cái trang bị rất là đáng giá mà trước giờ những con xe phân khối lớn á, cũng ít xe có được trang bị này lắm. Và cái app này nó sẽ giúp cho chiếc xe của anh em kết nối với điện thoại và thể hiện một số thứ, ví dụ như là notification về có tin nhắn nè, có điện thoại gọi tới nè, thời lượng pin nè. Ngoài ra thì app Yamaha Motorcycle Connect nó còn giúp cho anh em thống kê được cả mức độ tiêu hao nhiên liệu của một tháng, một năm, địa điểm đậu xe cuối cùng nè, thể hiện được RPM của xe nè, nhắc nhở anh em thay nhớt nè, kiểm tra ắc quy nè. Đó, rất là hay luôn, cực kỳ hay. Nhưng mà mình thấy hơi thiếu sót nếu như mà nó có chức năng nghe nhạc, qua bài rồi lui bài rồi tăng volume, giảm volume nghe nhạc nữa thì nó cực kỳ tuyệt vời hơn nữa ha. Bên cạnh đó thì trên cái dashboard, cái màn hình của Yamaha R15 V4 nó còn được trang bị thêm là đèn báo xăng số, mà nó cái style của nó là cực kỳ MotoGP luôn. Có thêm chế độ lap nè, để cho anh em có thể là xem thành tích của mình khi mà chạy trên trường ha, chạy trên track. Có hai chế độ lái là Street và Track, thì mình nghĩ là Street và Track này chắc là nó sẽ tinh chỉnh một chút xíu về ABS và Traction Control thôi. Chứ ga thì nó vẫn là ga dây, cho nên là không thể nào mà can thiệp vào là bướm ga được. Và có một cái tính năng mà mình không có hiểu lắm Yamaha tại sao lại add vào con xe này, đó là tính năng nếu mà có chống nghiêng thì sẽ tắt máy. Why? Như anh em đã biết thì cái việc mà warm up xe mỗi sáng nó rất là quan trọng đúng không? Khi mà dắt xe mỗi sáng anh em thường warm up như thế nào? Đá trống, đề máy và sau đó đi vào trong, đóng cửa. Nếu như mà Yamaha add tính năng này vào á thì anh em không thể làm được chuyện đó. Anh em muốn warm up xe, anh em phải ngồi lên xe, đề máy và ngồi đợi 3-5 phút. Nó là một cái mà mình thấy nó hơi dư thừa ở trên một con xe như thế này. Có một điểm mà Yamaha không nhắc tới, đó là ECU của xe. Thì mình đoán nếu như mà về Việt Nam có thể R15 V4 sẽ được trang bị ECU trên con Exciter 155. Đó là ECU có 4 map chạy ha. Và sau tất cả những cái gì mà được add vào con R15 V4 này á, bảng M nha và bảng màu xanh, gồm có Quick Shifter, rồi có ABS 2 kênh, có Traction Control, thì mình nghĩ chắc là cái giá của nó sẽ đội lên cao lắm đây. Nhưng mà đó là option mà nếu như mà anh em không có đủ kinh phí, anh em có thể lựa chọn cái bản thường và update những cái đó sau cũng được. Nhưng mà đổi lại á, thì những anh em Exciter 155 có khả năng sẽ lên được những cái món này, Quick Shifter và Traction Control, đúng không? Ok, và đó là tất cả những gì mình tìm hiểu được trên chiếc R15 V4 này. Nếu như mà còn thiếu sót gì thì anh em có thể comment ở phía bên dưới nha. Và hy vọng là khi mà R15 V4 về Việt Nam thì giá xe nó sẽ hợp lý để anh em có thể rinh nó về nhà ha. Bye bye anh em, mình là Anywhere Man.